Chào quý vị và các bạn nhé. Mình đang ở chợ Vạn Phúc, Hà Đông. Trong này đang vào mấy cái cửa hàng bán đồ trang trí bể cá. Nhiều cực kỳ luôn. Đây là các cái đồ nhỏ nhỏ này, không biết là bán như nào, tí vào hỏi xem. Cái lọ này xinh này. Cá này nó gọi cá gì ấy? Cá ngân long. Ngân long à? Con này là nuôi lớn nó phải to tầm khoảng 3-4 cân đấy nhỉ? Nó phải dài được khoảng 80 phân. 80 phân cơ à? Dài 80 phân. Mình nó phải dày như này. Thế cơ à? Dài này. 80 phân, dày cỡ khoảng hơn 20 phân. Dày phải tầm 25 phân. Nuôi tầm khoảng 5 năm rồi được. 5 năm rồi. Là từ cái con nhỏ như này nuôi 5 năm đấy. Chị. Nhưng mà cái này thì thức ăn của nó chủ yếu là cái gì ạ? Nó ăn cá mồi, ăn sâu, ăn hạt khô. Nhưng vừa lấy ở ngoài kia thấy người ta bán cái con sâu nó to như đầu đũa, liệu con này nó ăn được không? Cái gì nó ăn được? Bé này nó ăn được ạ? Con này tạm ăn đó. À đấy. Ngày xưa tôi nuôi nó nhỏ như thế này, bây giờ nó to, nó gần 80 cân. À. 8 năm. Bây giờ muốn thanh lý khó. Con đấy giờ bán chắc đắt tiền bác nhỉ? Bảo cái con mà gần 80 phân giờ bán chắc đắt tiền nhỉ? Chả biết bao nhiêu tiền. Chơi tùy luôn. Tại vì đồ chơi mà. Đồ chơi nó nhiều khi nó giá nó cũng ngoài lắm. Huyết long nó mới đắt. À, huyết long kiểu cái vảy nó đỏ lên thì bác. Cá rồng này nó phải giá trị nó phải tầm 1 tỷ đồng. Nuôi này phải một đôi. À, cá này phải một đôi nhỉ? Hai con cuốn nhau vào là nó bị stress. Nuôi một mình lên xuống hành dưỡng to cá mua. Vâng, to rồi. Không ai là mua. Dài. Thằng cái bể nhỏ nhỏ này chơi này. Trong này là bể cá koi. Koi này không biết có đắt không? Koi này bán theo cân. Bán theo cân á? Bán là 300.000 cân. 300 một cân cá này. Thế thì những cái con này nó chẳng phải mấy cân này. Con to này tầm 2-3 cân. To là nọ vào trong Vincom thấy có nhà nó nuôi bể cá koi toàn con đẹp lắm, to. Koi là nhiều loại, con này là con koi Việt. À. Con koi Nhật chưa? À. Koi Nhật thì không biết được là koi Nhật. Nhưng mà koi Nhật với koi Việt thì mình phân biệt nhỉ? Đó là phân biệt là cái màu ấy. À, dựa vào màu để biết được không? Coi Việt thì thường là nó là coi Nhật về nó lai. Nó lai tạp rồi nó thành màu. Đấy, mà coi Nhật nguyên bản đó thì màu. Cái đó bán anh con cá à? Bao nhiêu vậy? Thế cái đấy chắc phải gọi là chơi sành thì mới phân biệt được màu, chứ còn mới chơi thì em nhìn bằng mắt thấy được mà. Mới chơi hơi khó. Cái giống này nó chả sợ người nhỉ? Thò tay xuống nó đớp luôn cả tay. Đứa này khỏe rồi. Trên này là các cái đồ ấy, máy bơm. Dọn đây mấy con cửa khỏe lên. Quay. Vâng.
quay để các nơi biết đến. Đây. Anh lấy túi báo không anh ơi? Đây là bán các loại cá nhỏ hơn, nuôi ở bể bé thôi, thức ăn cho cá, đồ trang trí trong bể. Đây là rùa. Đây, sang đây có hàng này nữa này. Bể cá cảnh. Các loại bể. Cái này là bi ve. Xem đi nhanh nhá. Trong này là nuôi cá koi thế nào. Bể mini, trong này có cả lọc nước luôn. Đây là những cái dạng bể mini rất là hay, đẹp. Liền khối luôn. Dưới này là đá. Đấy, bên này còn có các cái chum, bác nào ngâm rượu để được chum này đây. Đây, đi ra đây xem nốt cá nữa. Còn mấy cái hàng bán cá cảnh. Bán cá vỉa hè. Ô, cá đây đẹp thế nhỉ. Cái này á, cái này là cái để bắt cá chị vào đây.
Cá này nó gọi là cá gì hả chị? Cá này là kêu bảy màu. Bảy màu à? Thế bán đây thì giá như nào ạ? 5.000 một con. 5.000 một con. Cái này là thả những các cái bể bé bé kiểu này là đẹp đúng không? Nếu mà có bể lớn một nó để nhiều. Trông là cá này để bể nhỏ đẹp. Mua đi anh. Bên này cá trọi. Trọi này có đắt không chị? 30.000 con thôi. 30.000 con. Ngày trước nuôi này toàn thế là cho vào cái chai xong chôn dưới cát cho đen xì. Alo. Lâu rồi. Đại ca không mua cá à? Xem cá. Đây là cá bé này. Các loại cá. Đây bạn là trọi. Mấy chục nghìn một con cá này thôi. 30, 20 nghìn. Nhảy được tới không? Về phải ăn nhiều vào mới cao lên này, không phải nhảy. Cái cá vàng vàng này nó gọi là cá gì anh? Hoàng kim. Hoàng kim. Cá hoàng kim à? À. Đây là mình chọn theo kiểu gì đấy? Xem thích thì mình chọn. À thế à? Em tưởng có cái mẹo gì chọn? Nhìn đây là nhìn thấy. Tưởng ví dụ chọn con đực con cái hay là như nào? Con đực con cái bụng to này. À con bụng to con cái. Những đấy là những con nó đang chửa thôi đúng không? Loại này màu sắc sặc sỡ. Đi qua đây xem cá koi. Cá này nó đắt không anh? Cũng bình thường. Bao tiền được, nó bán theo con này kêu cân đúng không? Cân. Cân à? Em ơi. Ê. Cái đó. Cái đó. Đi. Mày bớt đi nhìn một con đòi. Cá trọi, ôi con này trắng này. Này này này, bớt cái gì đấy? Cái con này cá nó lại, mắt nó lại lồi hẳn ra nhỉ? Nó là cá gì hay nhỉ? Đi, đi đằng này ra cầu này chơi.
khỏe mạnh cái cỡ rồi. Vâng. Cả dãy này bán cá luôn. Thanh niên kia mang cả người nhện đi mua cá. Úi dùa, kinh không? Nhảy ấy. Khỏe phết nhỉ, cá khỏe đấy. Thank you.